Hello các bạn, hiện tại mình đang có trên tay là chiếc Samsung Galaxy A10, một sản phẩm khá hot hai ngày vừa qua tại Thế Hệ Động, hầu như là cháy hàng các bạn. Hôm qua thì mình mua ở Thế Hệ Động chiếc máy này với cái giá là 2.790.000, mình được giảm 300.000 vào hai ngày là 20, 21, nhưng mà hôm nay ngày 22 thì mình mua là giá là giá cốc nha chị, các bạn là còn là 3.090.000. Chỉ giảm đặc biệt có 2 ngày đó thôi. Thì như đã biết thì Samsung Galaxy A10 là một chiếc smartphone giá rẻ dòng A của Samsung mà được trình làng nhớ những cái tính năng mà ưu việt và với con chip Exynos là 7884 các bạn ha. Rồi mình sẽ xem vào bên trong cái hộp máy này nó sẽ có cái gì trong đây. Trong hộp máy thì nó sẽ có cái bộ sạc và cây lấy sim. Có lẽ là dòng này là dòng A giá rẻ mà hiện tại bên Samsung nó không có tai nghe, trang bị tai nghe trên hộp máy. Về thiết kế màn hình thì Galaxy A10 có thiết kế là nó bo tròn các bạn, bo tròn tràn viền kiểu giọt nước. Cái kiểu màn hình này mà Samsung gọi là Infinity V, kiểu này trông khá dễ thương á, có tỷ lệ hiển thị đạt tối đa luôn. Màn hình này với màn hình là nó 6.2 inch IPS LCD, độ phân giải là HD cộng. Thì với độ phân giải HD cộng thì nó cũng đem đến cho mình cái hình ảnh sắc nét và sinh động khi xem phim mà chất lượng cao. Màn hình kiểu giọt nước các bạn. Camera đây. Thiết kế bo mình bo tròn. Phía sau thì nhìn bóng bẩy. Rồi về hiệu năng thì trên dòng Samsung Galaxy A10 này thì cũng được trang bị là con chip Exynos, cây nhà lá vườn của Samsung. Exynos thì được trang bị là Exynos 7884. Với cái Exynos 7884 này thì đem cho máy cái độ ổn định trong cái tác vụ hàng ngày, nhưng mà mình lướt web, chơi game, xem phim tương đối là mượt. Đó là những tính năng với con chip Exynos như vậy. Kết nối mạng lâu quá. Hay nhắc lỗi quá. Chắc là wifi bị lỗi các bạn. Nhưng mà cái máy này có phần hơi hạn chế đó, và với RAM thì có 2GB thôi. Bộ nhớ trong được cái là 32GB, mở rộng thể nhớ lên đến 512GB cho các bạn có thể lưu trữ thêm về hình ảnh, tài liệu cá nhân của bạn trên cái thẻ nhớ mở rộng lên tới 512GB. Nhưng mà một điểm đáng khen ở chiếc Galaxy A10 này là nó chạy hiệu điều hành Android 9. Android mới nhất bây giờ. Android với cái giao diện là One UI giúp tối ưu hóa việc chạy ứng dụng và cải thiện được cái hiệu năng của pin trên máy. Dung lượng pin thì dung lượng pin này nói chung là với dung lượng pin này thì nó đủ xài trên máy thôi. Samsung thì nó trang bị A10 được trang bị là viên pin với dung lượng pin là 3400, đủ kéo dài thời gian trải nghiệm cho đến hết ngày thôi. Nếu mình xem phim nghe nhạc liên tục chắc tầm khoảng được 4 đến 5 tiếng. Còn mình chế độ chờ chắc tầm khoảng được 1 ngày hơn. Dòng E này thì sẽ được trang bị là cái jack sạc micro USB nha các bạn. Nó thiết kế thì nguyên khối. Về camera thì máy cái camera dùng ống kính đơn ở mặt sau ha. Cái này giống kính đơn thôi, nó không có hai camera tại vì tầm này tầm giá rẻ. Với độ phân giải của thằng này thì nó được 13 megapixel. Có khả năng là quay video full HD luôn các bạn. Rồi mình test cam cái. Tối quá. Hiện tại mình trời đang khá tối. Mình quay vào buổi tối nên mình sẽ không thấy rõ được cái cam nó có đẹp hay không. Nhưng mà 13 megapixel thì mình
nói chung là chụp ảnh cũng khá là đẹp. Đó là camera mặt sau, còn camera phía trước thì mình sử dụng cái nó sử dụng cái ống kính 5 megapixel ha, tích hợp sẵn cái các chế độ làm đẹp trên máy luôn. Mình có thể chụp ảnh selfie và khoe với mọi người mà không cần tải thêm một cái ứng dụng nào khác, bất kỳ khác hết. Thông qua trên máy thì nó có sẵn những cái app cho mình luôn. Rồi thì sơ lược thì mình nói qua sơ lược thì cái dòng A10 đang rất hot ở thế hệ động này. Sản phẩm này thì hiện tại là đang đáng bán độc quyền ở thế hệ động, không biết khi nào mà bán ở bán bên ngoài. Bắt đầu hôm nay thì các bạn mua là giá 3.090.000. Thằng này thì có hỗ trợ trả góp không lãi suất bên thế hệ động. Với giá 3.080.000 thì thằng này đáng mua các bạn. RAM 2GB. Ủa nhớ trong mở rộng ở trong mình tới 32GB mà nó có thể hỗ trợ tới 512GB để bộ nhớ ngoài nữa. Còn chip thì nói chung là chip này khá ổn định, khá ngon. Giá cũng rồi, xong. Mình xin kết thúc video của mình tại đây nha. Chào các bạn.